Trong một căng tin trường học, một nhóm học sinh ở trường đang bắt nạt một bạn học nữ. Cậu bé phía đối diện không chịu được nữa đã lớn tiếng nói họ đừng làm vậy, nhưng đối phương lại không quan tâm, ngược lại còn cười nhạo cậu là một con lợn béo chết bầm. Sau đó một nam sinh bước đến gần cậu và uy hiếp rằng ăn thì ăn đi, tôi đảm bảo sẽ đánh cậu đến nỗi bố cậu cũng không nhận ra. Nhưng cậu ta vẫn chưa biết là cậu béo này không còn là cậu béo lúc xưa nữa. Thời gian quay ngược lại 2 ngày trước, Panso là một ông trùm xã hội đen, đồng hồ tây, vest đen, ô tô thể thao sang trọng. Ra ngoài thì có đàn em hộ tống cúi chào, trong thế giới ngầm là một người có tiếng. Nhưng khi anh đang trả lời điện thoại thì trên sân thượng đột nhiên có người rơi xuống. Panso không kịp né tránh nên lập tức ngất tại chỗ. Mở mắt ra thì người đã nằm ở bệnh viện, mà giường bệnh bên cạnh lại là một khuôn mặt quen thuộc đang đeo máy thở. Tay anh ấy không khỏi run lên. Đúng lúc này một ông chú chạy đến ôm chầm lấy anh, liên tục hỏi con trai rằng cậu có ổn không. Panso choáng váng. Lúc anh chuẩn bị phát điên đột nhiên phát hiện trong gương mặt điển trai một thời nay đã biến thành cậu học sinh trung học ngớ ngẩn. Anh ấy chạm vào mặt mình với vẻ hoài nghi rất lâu. Hóa ra cơ thể này là của cậu béo rơi xuống từ tòa nhà. Khoảnh khắc bị rơi trúng thì cả hai đã hoán đổi linh hồn. Panso không thể chấp nhận sự thật này. Anh ấy về nhà như thường lệ, nhưng người vợ sợ hãi trước người lạ trước mặt. Panso đã cố gắng hết sức để giải thích, nhưng người vợ quay người muốn bỏ chạy rồi nhấn nút cảnh báo, sau đó rút con dao găm nhỏ dài 40m để bảo vệ mình. Lúc cả hai đang rơi vào bế tắc, Panso đã bị cảnh sát bắt đi ngay tại chỗ. Cũng may người cha của thanh niên đã đến để bảo lãnh cho con về. Trong bệnh viện, anh liên tục đè vào cơ thể của ông trùm xã hội đen hết lần này đến lần khác. Anh muốn lấy lại thân xác nhưng cảnh này đã bị một tên đàn em bắt gặp. Lúc đàn em chuẩn bị dạy cho anh một bài học, may mắn là y tá đến kịp lúc kéo hai người họ ra xa nhau. Hết cách, Panso chỉ có thể tạm thời trở về nhà. Thì ra cậu thanh niên này tên Jong Hyun. Ngày hôm sau bố đưa anh đến trường. Vì bây giờ linh hồn không thể quay trở lại, vậy thì trước tiên phải tìm ra sự thật là tại sao Jong Hyun nhảy lầu. Khi anh ấy bước vào lớp học, các học sinh đều tỏ ra chán ghét. Anh ấy tìm một chỗ để ngồi xuống. Tên côn đồ trong lớp cũng chào hỏi với anh, nhưng Panso không thèm quan tâm đến chúng. Trong bữa trưa ở căng tin, một nhóm nữ sinh xấu tính bắt đầu bắt nạt bạn cùng lớp là Oh Hyun Jung. Không những đồ uống có ga vào đĩa thức ăn của cô, mà còn hất thức ăn thừa lên người cô ấy. Panso không thể nhịn được nữa, anh hét lên để bọn họ dừng hành vi này lại. Nhưng họ không những không quan tâm mà còn cười xúc phạm anh. Một tên nam sinh bước đến gần anh đe dọa là tan học đừng có đi đâu. Tên côn đồ đến trước đợi anh, Panso cũng xuất hiện đúng lúc. Nhưng cậu học sinh tội nghiệp không hề biết người trước mặt hắn không còn là cậu học sinh béo dễ bắt nạt nữa. Chưa kịp nói gì thì tên côn đồ đã bị ăn cái tát. Tên côn đồ bị đánh bầm dập, sau đó Panso ngông nghênh rời đi. Tên côn đồ không hiểu sao tự nhiên cái thằng mập này lại dữ tợn thế này. Ngày hôm sau, tên côn đồ lại tìm đến người bạn cùng bàn của Jong Hyun. Vừa chuẩn bị động thủ thì Panso đột ngột bước ra từ nhà vệ sinh khiến cả bốn ngã ra đất, sau đó lấy điện thoại của tên côn đồ. Buổi tối sau khi trở về nhà, anh mở đoạn video trong điện thoại ra. Hóa ra Jong Hyun vẫn luôn yêu thầm Hyun Jung. Hyun Jung cũng là mục tiêu bị bắt nạt. Tên côn đồ bắt Hyun Jung lên sân thượng, sau đó buộc dây giày của cô ấy vào anten. Sau đó cho người dụ Jong Hyun đến. Vì đánh không lại nên Jong Hyun đành phải nghe lời bọn họ. Cậu run rẩy trèo lên lan can, kết quả là do đứng không vững nên đã ngã xuống. Lần này cuối cùng cũng tìm ra lý do hoán đổi linh hồn. Vì vậy Panso lại đến bệnh viện rồi tìm đến đàn em man chăn của mình. Đối phương nghĩ rằng Panso sẽ lại gây rắc rối nên chuẩn bị mắng anh một tràng, chuẩn bị dạy dỗ cho cậu một bài học. Nhưng giây tiếp theo bị Panso suýt cho vỡ trứng. Sau đó Panso giải thích chi tiết nhưng man chăn hoàn toàn không tin điều đó. Cậu nghĩ tôi là một đứa trẻ 3 tuổi sao? Panso nói ra bí mật duy nhất giữa họ, man chăn ngay lập tức nổi da gà. Mặc dù không thể chấp nhận được trong một thời gian, nhưng đối diện với đại ca xa lạ thì anh ấy vẫn trung thành. Khi tan học, anh hộ tống Du Dung về nhà. Nhưng sau khi anh gặp mẹ của Hyun Dung thì trực tiếp đứng hình. Người phụ nữ này hóa ra là mối tình đầu của anh. Panso gọi tên người phụ nữ trong tiềm thức, đáp lại anh là mấy cái tát lên đầu. Gọi ai vậy hả, không biết lớn nhỏ gì cả. Trên đường về nhà, Panso nhớ lại thời trung học của mình, chợt nghĩ đến một khả năng. Anh bảo mặt sẹo lấy tóc đi xét nghiệm, sau đó tự mình lấy tóc của Hyun Jung. Kết quả xét nghiệm DNA diễn ra như anh nghĩ, Hyun Jung là con gái ruột của anh. Vì vậy Panso đã đi tìm mẹ của Hyun Jung, nói là con gái ở trường thường bị bắt nạt. Sau khi nghe điều này, mẹ cảm thấy rất tội lỗi. Hóa ra Panso năm đó, vì làm đại ca xã hội đen nên đã từ bỏ mối tình đầu của mình, mà đã chọn đại tiểu thư của tập đoàn tài chính. Mối tình đầu không muốn trì hoãn tương lai của anh nên đã che giấu sự thật rằng mình đang mang thai, tự mình sinh và nuôi lớn Hyun Jung. Hyun Jung không có cha, đây là lý do tại sao cô luôn bị bắt nạt ở trường. Một lần nữa xác nhận lại sự thật từ trong miệng người mẹ bản thân thực sự là bố của Hyun Jung, Panso biết được sự thật nên quyết định sửa đổi giúp con gái giải quyết mọi thứ. Anh đưa Hyun Jung đến phòng tập thể dục để rèn luyện sức khỏe và để man chăn trở thành người huấn luyện. Vì bố ruột là trùm xã hội đen nên Hyun Jung vừa học đã hiểu, cô tiến bộ rất nhanh. Mà Panso cũng đã tập luyện chăm chỉ loại bỏ chất béo trong cơ thể. Chỉ mất một tháng, cậu béo xấu xí đã biến thành một minh tinh. Tất cả các nữ sinh đều phát cuồng vì anh. Đêm đó bố của Jong Hyun bị bọn cho vay nặng lãi chặn đường.
Panso vừa nhìn thấy cảnh này, liền chạy đến muốn dạy cho những kẻ ngu ngốc này một bài học, nhưng người bố lo lắng con trai sẽ bị thương, nên đã kéo anh vào lòng và ôm thật chặt. Cả hai ngã xuống đất và còn bị đánh cho một trận. Panso đã giúp bố Jong Hyun trở về nhà, anh cũng nấu cháo kê cho ông, sau đó để mặt sẹo giải quyết chuyện của công ty cho vay. Họ không biết mình đã chọc nhầm người, đàn em còn cầm dao ra dọa. Man Chan đánh bay con dao găm của hắn, đánh hắn bay ra xa, né tránh những đòn chí mạng. Lần này bọn họ đã phục rồi, mặt sẹo trực tiếp xóa sạch nợ của bố Jong Hyun. Ngày hôm sau trong căn tin, nhóm nữ sinh kia lại muốn gây rắc rối cho Hyun Jung. Lúc muốn ra tay động thủ, Hyun Jung ngay lập tức ngăn lại, ấn cô ta xuống bàn. Hyun Jung của ngày hôm nay không còn là thứ mà họ có thể bắt nạt nữa. Hyun Jung được luyện tập đã dạy cho bọn họ một bài học. Panso nở nụ cười của người bố. Vào buổi tối, Panso đến quán ăn của mối tình đầu. Khi hai người đang trò chuyện, một nhóm khách không mời đã đến. Một tên nát rượu đã vỗ vào mông mẹ Hyun Jung, chuẩn bị mượn rượu sàm sỡ. Cậu học sinh trung học bên cạnh tức giận lao lên đấm vào mặt họ. Những kẻ say xỉn không phải là đối thủ của chủ xã hội đen, bị đánh mấy cái đã thở hấp hối rồi. Mắt thấy sắp có án mạng, người phụ nữ vội vàng ôm lấy anh. Nhìn người đàn ông trước mặt, phát hiện rằng cậu rất giống với bạn trai mối tình đầu của mình. Ngoại trừ ngoại hình, người phụ nữ hỏi cậu là ai. Panso kể lại những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Biết được bạn học của con gái hóa ra là mối tình đầu của mình hồi trung học, bà không thể tin được nên bảo Panso đẩy đi về đi. Nhưng Panso không bỏ cuộc, đã hẹn bà đi uống cà phê vào ngày hôm sau. Nhìn thấy cậu học sinh trẻ tuổi trước mặt, bà sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa, đứng dậy dứt khoát rời khỏi quán cà phê. Nhưng giây tiếp theo, cặp tình nhân ngồi bên cạnh há hốc mồm. Mối tình đầu choáng váng trong phút chốc, tức giận tát anh một cái. Mà khi cả hai đang hẹn hò, con gái của họ được cậu bạn đẹp trai mời đến một bữa tiệc sôi động. Ai biết được một anh chàng nhẹ nhàng thanh lịch như vậy, nhưng thực sự là một con quái vật đội lốt người. Sau khi ép Hyun Jung uống rượu mà bị từ chối, hắn ta lộ ra một bộ mặt xấu xí. Không chỉ là những lời chửi thề mà còn đổ tất cả bia lạnh lên đầu Hyun Jung. Sau đó một nhóm thanh niên nghịch ngợm bao vây cô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Panso đã đến đúng lúc rồi đưa Hyun Jung sang một bên. Một tên côn đồ muốn động thủ, nhưng ai mà ngờ được danh tính thực sự của học sinh trung học này là linh hồn của chùm băng đảng xã hội đen. Chúng không sợ chết mà đẩy Panso, anh quay đầu đấm một cái tên mập mạp đã ngã xuống đất. Có người bước tới tấn công Panso, tung ra những cú đấm quyết liệt, thật không thể tưởng tượng được một cơ thể yếu ớt như vậy mà lại có sức mạnh lớn như thế. Một cú đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu, đẹp trai cool ngầu khiến mấy em gái phải suýt xoa. Cuối cùng Panso đã giải cứu thành công Hyun Jung, không hề biết con gái mình đã rơi vào bể tình. Ngày hôm sau cô đề nghị anh làm bạn trai của mình, Panso tức giận đến mức nôn ra máu, tìm mọi lý do để từ chối, sau đó quay người rời khỏi trường. Sau khi Hyun Jung về nhà đã nói chuyện tỏ tình cho mẹ biết, mẹ cô gần như suy sụp nói rằng đừng giao tiếp với người đó nữa. Hôm sau mẹ tìm đến Panso gọi anh là quái thú, ngay cả con gái tôi cũng không tha. Panso nhanh chóng giải thích đây là một sự hiểu lầm, anh chỉ muốn giúp con gái lấy lại thể diện thôi, chưa bao giờ nghĩ rằng con gái sẽ yêu mình. Nhưng đen đủi sau khi tan học, Hyun Jung tình cờ nhìn thấy hai người họ, vì vậy hỏi họ đang lén lút nói cái gì. Người tôi thích là mẹ của cậu, Hyun Jung nghe xong thì mém xỉu, mẹ có giải thích sao đi nữa cũng không có tác dụng. Con gái không thể hình dung ra tại sao mẹ lại giành bạn trai với mình, cô không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào nên quay người bỏ chạy. Đồng thời lúc này Jong Hyun trong bệnh viện đã tỉnh dậy, cậu như thường lệ quay về nhà tìm bố, điều này gần như khiến bố lên cơn đau tim. May mắn là Panso vừa về đến nhà giải thích về chuyện trao đổi linh hồn, cho bố biết. Sau khi cả hai xác định danh tính, Panso đưa Jong Hyun nói lời tha thứ với Mi-sun. Nhưng không ngờ rằng kẻ thù, sau khi biết tin Panso đã tỉnh lại, trực tiếp đem đàn em đến gây chuyện. Đối mặt với đám xã hội đen trước mặt, Jong Hyun sợ hãi bật khóc ngay tại chỗ. Panso bình tĩnh đóng rèm lại rồi trận chiến bắt đầu ngay lập tức. Panso liên tiếp hạ được từng tên một, nhưng do quân số quá đông nên anh đã bị đánh lén gục xuống đất. Ngay khi chúng chuẩn bị giết người, mẹ của Hyun Jung kéo bình ga ra, trong tay còn cầm bật lửa, bà đã quyết định sẽ liều chết với chúng. Họ nghĩ bà cô này chắc bị điên rồi, không nói lời nào mà trực tiếp bỏ chạy. Sau khi trải qua sự sống và cái chết, cả hai đã hoàn toàn giải tỏa những nghi ngờ trong quá khứ. Ở phía bên kia, bố vợ của Panso phát hiện ra sự thật, thì ra con gái đã cấu kết với người ngoài đâm sau lưng chồng mình. Bố vợ rất thất vọng về con gái, quyết định đuổi cô ấy ra khỏi nhà và đuổi khỏi gia tộc, tất cả tài sản của ông đều giao cho Panso. Panso bên ngoài biệt thự bảo Jong Hyun đeo tai nghe, lúc sau tôi nói cái gì thì cứ nói theo như thế. Sau khi nói chuyện xong, vợ buộc tội anh là đồ cặn bã, sau lưng cô ấy sinh một đứa con gái ngoài dã thú. Bố vợ hỏi có thực sự là như vậy không, mà lúc này tai nghe của Jong Hyun đột nhiên không thể nghe thấy âm thanh, Panso có thể nghe nhưng không thể nói. Trong lúc vội vàng, Jong Hyun đã tự mình đưa ra quyết định, không chỉ thừa nhận có con gái bên ngoài còn, mà còn nói rằng mình sẽ từ bỏ chuyện thừa kế tài sản. Cùng những người mình yêu thương ở bên nhau thì không có thứ gì hạnh phúc hơn cả. Panso đã làm mọi thứ vì quyền lực và tiền bạc trong nhiều năm qua, nhưng cuối cùng anh thậm chí không có một mái nhà hoàn chỉnh. Sau khi nghe những lời này của Jong Hyun, Panso buông bỏ lòng tham, cũng buông bỏ chính mình. Hai người gặp lại nhau, Jong Hyun đã sẵn sàng để bị đập một trận, nhưng Panso đã ôm chặt lấy cậu. Anh cảm ơn Jong Hyun vì đã khích lệ lòng dũng cảm của mình.
mà người vợ bị đuổi ra ngoài, cô tức giận nhấn chân ga, Panso bị xe đâm thẳng đánh bật ra. Trong quá trình được chuyển đến bệnh viện, hai tâm hồn lại hoán đổi. Sau một tháng, Panso và mối tình đầu mở một nhà hàng, bố của Jong Hyun cũng đến đây làm đầu bếp, Man Chan cũng đến để giúp đỡ. Để nói rằng người chiến thắng lớn nhất vẫn là Jong Hyun, không những trở thành người được chào đón nhất mà còn có một người bạn gái ngọt ngào. Bộ phim đến đây là hết, nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để xem nhiều bộ phim hay và thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!